bồ tát pháp thượng bồ tát thắng thượng bồ tát trí thượng bồ tát phước đức tu di thượng bồ tát công đức san hô thượng bồ tát danh xưng thượng bồ tát phổ quang thượng bồ tát đại bi thượng bồ tát trí hải thượng bồ tát phật trùng thượng Bồ Tát Quang Thắng, Bồ Tát Đức Thắng, Bồ Tát Thượng Thắng, Bồ Tát Phổ Minh Thắng, Bồ Tát Pháp Thắng, Bồ Tát Nguyệt Thắng, Bồ Tát Hư Không Thắng, Bồ Tát Bảo Thắng, Bồ Tát Tràng Thắng, Bồ Tát Trí Thắng. Bồ Tát Sa La Tự Tại Vương, Bồ Tát Pháp Tự Tại Vương, Bồ Tát Tượng Tự Tại Vương, Bồ Tát Phạm Tự Tại Vương bồ tát sơn tự tại vương bồ tát chúng tự tại vương bồ tát tốc tật tự tại vương bồ tát tịch tĩnh tự tại vương bồ tát bất động tự tại vương bồ tát thế lực tự tại vương bồ tát tối thắng tự tại vương Bồ Tát Tịch Tĩnh Âm, Bồ Tát Vô Ngại Âm, Bồ Tát Địa Chấn Âm, Bồ Tát Hải Chấn Âm, Bồ Tát Vân Âm, Bồ Tát Pháp Quang Âm, Bồ Tát Hư Không Âm, Bồ Tát Thuyết Nhất Thiết Chúng Sinh Thiện Căn Âm, Bồ Tát Thị Nhất Thiết Đại Nguyện Âm, Bồ Tát Đạo Tràng Âm, Bồ Tát Tu Di Quang Giác, Bồ Tát Hư Không Giác, Bồ Tát Ly Nhiễm Giác, Bồ Tát vô ngại giác, Bồ Tát thiện giác, Bồ Tát phổ chiếu tam thế giác, Bồ Tát quảng đại giác, Bồ Tát phổ minh giác, Bồ Tát pháp giới quang minh giác. Các đại bồ tát như vậy gồm có 500 người tụ hội. Các bồ tát này thảy đều thành tựu hạnh nguyện phổ hiền. Cảnh giới vô ngại vì khắp cùng tất cả cõi nước chư Phật hiện thân vô lượng vì gần gũi tất cả các như lai mắt tịnh không chướng ngại vì thấy tất cả việc thần thông biến hóa của phật nơi đến không giới hạn vì luôn đến khắp chỗ tất cả như lai thành chánh giác quang minh không bờ mé vì dùng trí huệ quang minh chiếu khắp tất cả biển thật pháp thuyết pháp vô tận vì biện tài thanh tịnh vô biên tế kiếp không cùng tận chí huệ đồng cõi hư không vì sở hành đều thanh tịnh không chỗ y chỉ vì tùy tâm chúng sinh hiện sắc thân trừ diệt màng ngu si vì biết rõ cõi chúng sinh không chúng sinh trí đồng hư không vì dùng lưới đại quang binh chiếu pháp giới cùng với chúng thanh văn năm trăm vị tụ hội đều đã giác ngộ chân đế đều đã chứng thật tế vào sâu pháp tánh vĩnh viễn thoát khỏi biển cõi nương công đức của phật Đìa kiết sử ràng buộc, trụ nơi vô ngại, tâm của các ngài tịch tĩnh như hư không, ở chỗ chư Phật vĩnh viễn dứt trừ nghi hoặc, nơi biển trí của Phật tin sâu hướng vào. Cùng với vô lượng các chủ thế gian tụ hội đều đã từng cúng dường chư Phật, thường hay lợi ích tất cả chúng sinh, làm bạn chẳng thỉnh cầu luôn siêng giữ gìn thệ nguyện chẳng bỏ vào môn trí huệ thù thắng nơi thế gian từ phật giáo sinh ra hộ chánh pháp của phật khởi đại nguyện chẳng dứt giống phật sinh vào nhà như lai cầu nhất thiết chí